Hoàng cung Thái Lan là một ví dụ điển hình của việc kết hợp kiến trúc truyền thống Thái Lan với phong cách phương Tây. Tuy ngày nay cung điện này không còn là nơi ở của hoàng gia Thái Lan, nhưng nó vẫn là địa điểm diễn ra các sự kiện quan trọng, trong đó có cả lễ đăng quang của quốc vương. Nhiều người Thái tin rằng những ai viếng ngôi chùa trong cung điện nơi có bức tượng Phật bằng ngọc xanh sẽ nhận được phước lành. Cung điện Huy Hoàng chiếm một khoảnh đất 1,5 km vuông, hàng ngày mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ 30 sáng và từ 1 giờ trưa đến 3 giờ rưỡi chiều. Đón khách có thu phí, yêu cầu trang phục nghiêm trang. Nơi đây là một khu vực rộng lớn gồm đền thờ hoàng tộc, nơi sưu tầm vũ khí hoàng gia, những đồng tiền và viện bảo tàng nhỏ, lưu giữ đồ, tạo tác của cung điện Huy Hoàng. Khi Vức Vương Ananda Mahidol Rama VIII qua đời vào năm 1946, em ông là Vức Vương Bhumibol Aduyadej Rama IX lên nối ngôi. Hoàng cung mới được xây dựng hiện đại và tiện nghi hơn tại vùng Dusit cách đó không xa. Hiện thời cung điện Huy Hoàng chỉ được sử dụng làm nơi tổ chức đại yến của quốc gia, của hoàng gia và cử hành những buổi lễ quốc gia. Cung điện Hoàng gia Thái Lan ở Bangkok là một khu phức hợp các di tích nằm kề nhau, gồm cung điện Chitralaya, quốc tự Wat Phrakeo, Chari Mahasarat, Maharasat, Hoàng cung và cung điện Huy Hoàng. Vào năm 1782, khi Rama I lật đổ Thaksin, sáng lập vương triều Chari và quyết định chuyển nơi ở của hoàng gia từ hoàng cung ở Thonburi, thuộc tỉnh Thonburi cũ, được sáp nhập vào Bangkok từ năm 1972, bên tả ngạn sông Chao Phraya tới Ratanakosin, nơi mà ngày nay là trung tâm Bangkok. Ở hữu ngạn Chao Phraya, ông bắt đầu cho xây dựng một loạt kiến trúc bao gồm các cung điện và đền đài xa hoa tại đó để biểu lộ thân phận cao quý của vương tộc. Từ đó về sau, mỗi quốc vương kế tục đều cho xây thêm một vài công trình kiến trúc. Ngày nay, hoàng cung thể hiện rõ một kiểu kiến trúc phức hợp pha trộn giữa truyền thống Thái và Trung Hoa cho đến thời phục hưng của Pháp và Ý. Giống như sơ đồ bố trí với hoàng cung tại Ayutthaya, hoàng cung ở Bangkok có rào xung quanh, biểu hiện đặc điểm pha trộn của Thái Lan giữa những yếu tố trần thế và thần linh. Có những bức tường cao bao bọc xung quanh, có lỗ chông mai và có hai lối đi vào bằng cổng chính. Cung điện Hoàng gia Thái Lan được bắt đầu từ ngày 6 tháng 4 năm 1782 theo lệnh của Phật Vương Chulalokê Rama I sau khi lên ngôi thay thế vua Thaksin. Triều Thonburi, Rama I đã có ý định xây dựng một đô thành mới cho triều đại Chari. Ông quyết định di dời vị trí quyền lực từ các thành phố Thonburi phía tây sông Chao Phraya đến phía đông tại Bangkok. Kinh đô mới được tạo thành hòn đảo nhân tạo khi kênh được đào dọc theo bờ phía đông. Hòn đảo được đặt tên là đảo Ratanakosin. Trước đó, hoàng cung là hoàng cung Dom được xây dựng cho vua Thaksin vào năm 1768. Hoàng cung mới được xây dựng trên một mảnh đất hình chữ nhật phía tây của hòn đảo, giữa Wat Pho ở phía nam, Wat Mahathat ở phía bắc và với sông Chao Phraya dọc theo phía tây. Vị trí này trước đó do cộng đồng người Hoa chiếm giữ. Rama I đã ra lệnh cho cộng đồng chuyển đến một khu vực phía nam và bên ngoài các bức tường thành phố. Ngày nay, khu vực này được gọi là Jawarat, khu người Hoa. Cách bố trí của Đại Hoàng Cung tương tự Hoàng Cung Ayutthaya tại vị trí tổ chức các khu vực của tòa nhà riêng biệt, tường, cửa và pháo đài. Cả hai cung điện gắn liền với đặc trưng gần gũi với dòng sông. Các vị trí nhằm mục đích phục vụ như là một giai đoạn rước thuyền trong các nghi lễ cũng tương ứng với cung điện cũ. Về phía bắc của Đại Hoàng Cung có một mảnh đất lớn, Thung Ramen, bây giờ gọi là Sanam Luan, được sử dụng như là một không gian mở cho các nghi lễ hoàng gia và là hoảng trường diễu hành. Tại Hoàng Cung, Ayutthaya cũng có một khu vực có chức năng tương tự. Con đường chạy từ bắc dẫn đến pháo đài Hoàng Cung, Tiền Cung, nơi ở của vua thứ hai là Phó Vương, Simla. Đến năm 1920, một loạt các cung điện được xây dựng mới với mục đích sử dụng của nhà vua, gồm cung điện hiện đại hơn cung điện Dusit được xây dựng vào năm 1903 và cung điện Phay Gia Thái vào năm 1909. Những cung điện ở Bangkok khác nhau bắt đầu thay thế Đại Hoàng Cung là địa điểm chính cư ngụ cho nhà vua và triều đình của ông. Cho đến năm 1925, sự chuyển dần ra khỏi cung điện đã được hoàn tất. Sự phát triển và tập trung của nhà nước Sim cũng có nghĩa là các cơ quan chính phủ khác nhau đã phát triển về kích thước và cuối cùng đã được chuyển ra khỏi Đại Hoàng Cung đến các trụ sở.
Mặc dù vậy, Đại Hoàng Cung vẫn là nơi tổ chức chính thức và lễ nghi của chế độ quân chủ. Sự kết thúc của chế độ quân chủ tuyệt đối đến năm 1932, khi cuộc cách mạng lật đổ chế độ truyền thống và thay thế bằng chế độ quân chủ lập hiến. Ngày nay, Đại Hoàng Cung vẫn là nơi tổ chức nghi lễ đồng thời phục vụ du lịch.